với việc mang đến cho con đau khổ, nỗi thống khổ, còn sẽ phải trải qua những cái hỷ nộ ái ố sinh lão bệnh tử trong cái bể khổ trần gian, và chúng ta phải ngừng sinh sản để kết thúc những cái khổ đau ấy. Theo thầy thì thuyết phản khuyến sinh này có phù hợp với giáo lý của Phật giáo không? Với những vị chưa biết thì tiết mục vấn đáp Phật pháp là một tiết mục quý vị gửi câu hỏi đến sư và các sư sẽ trả lời những cái vấn đề này. Tùy theo mỗi vấn đề mà các sư sẽ cho thấy đó là đúng hay là sai, phù hợp với quan niệm Phật giáo Nguyên Thủy hay là không phù hợp với quan niệm Phật giáo Nguyên Thủy. Và xin thưa là khi mà trình bày đó, các sư sẽ đồng ý hoặc là không đồng ý một vài vấn đề, hoặc là có một vài vấn đề cần phải bổ sung. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các sư cố tình công kích bất cứ ai hoặc là ủng hộ bất cứ ai. Về cái vấn đề mà não phá thai đó, thì cái khoảng thời gian gần đây liên quan đến việc Mỹ ban hành cái đạo luật về não phá thai dẫn đến rất là nhiều những ý kiến trái chiều nhau. Có nơi thì ủng hộ mà cũng có nơi thì phản đối. Như vậy đó, theo quan niệm Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta xét về vấn đề này như thế nào? Đặc biệt là thông qua cái video mà quý vị vừa mới nói với sư là video của Hội đồng Cư. Tại vì đó, những cái nằm ngoài cái phạm vi, nằm ngoài thẩm quyền của các sư, ví dụ như là triết học nè, hoặc là những cái công pháp quốc tế, thì những vấn đề đó thì các sư không có thẩm quyền. Các sư chỉ nói và chỉ gom gọn cái vấn đề ở dưới góc nhìn của Phật giáo Nguyên Thủy để chúng ta tránh cái gọi là lan man những cái vấn đề. Bởi vì đó, mỗi một cái khuynh hướng, mỗi một cái tư tưởng thì họ sẽ có cái chủ trương không có giống nhau. Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ đi qua một vài cái nội dung mà chúng ta cần thảo luận. Thứ nhất là khi nào thì được tính là một chúng sanh. Bởi vì đó, nếu như chúng ta lôi cái chuyện mà não phá thai vào ở trong năm giới đó, thì nó sẽ dính đến cái giới sắc sanh. Mà muốn biết thì chúng ta phải xét coi đầu tiên là như thế nào thì được gọi là một chúng sanh. Thì ở đây đó, Hội đồng Cừu làm được một cái việc rất là tuyệt vời, đó là đã dẫn được cái một cái bài kinh đoạn thân ái ở trong Trung Bộ. Tuy nhiên ở trong cái đoạn kinh này đó thì nó có một cái thuật ngữ, quý vị chờ sư một tí xíu. Thuật ngữ là cái hương ấm. Thì cái hương ấm ở tiếng Pali là cái Ganthapo. Và ở trong cái bản dịch tiếng Anh á, thì cũng để là Ganthapo, để là Ganthapa. Thì Ganthapa là cái Ganthapa và Ganthapo là một, do cái biến đuôi thôi. Quý vị biết tại sao mà cái Ganthapa này đó là các vị ở dịch ở tiếng Anh á, các vị đó không có đưa qua, không có dịch ra tiếng Anh mà giữ nguyên cái từ Pali hay không? Đó, bởi vì chúng ta muốn hiểu cái Ganthapa này là gì đó, chúng ta phải đọc chú giải. Chứ còn nếu như chúng ta để cái từ hương ấm là nó rất là kẹt. Thì theo như chú giải của Trung Bộ đó, trong cái chỗ này đó là Ganthapo tí ta chù pa gassato. Thì cái từ Tachubagasato đó là được ghép từ ba từ là Tachá, Upagá và Sattá. Nếu như mà mình dịch nó
Sát nghĩa là tâm đi đến một vị trí cụ thể, thì chúng ta có thể hiểu đó là tâm tái tục hoặc là tâm đi đầu thai ở một kiếp sống mới. Điều này rất là quan trọng, bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta không hiểu được cái từ này á, thì chúng ta rất dễ bị đánh tráo khái niệm. Nó dẫn đến cái chuyện là chúng ta tin rằng là có một cái linh hồn trường cửu. Trong khi đó đó, Phật giáo là chia ra cơ thể của mỗi một người đó là gồm có hai phần thân và tâm. Thì khi mà một cái chúng sanh chết đi, thân thì sẽ qua một cái thân mới, và cái tâm á, nó sẽ là cái nhân, là cái duyên để chuyển sang cái tâm ở một kiếp sống mới. Ở đây không hề có một cái đối tượng nào, một cái thực thể vật chất nào di chuyển từ cái thân này qua cái thân khác. Nó giống như chúng ta có hai sợi dây và chúng ta đốt ở một sợi dây, thì cái sợi dây này là cái sợi dây cháy chậm, thì nó sẽ cháy cho đến khi mà nó kết thúc cái đầu của cái sợi dây này. Thì cái sự kết thúc của đầu sợi dây này đó, nó sẽ là duyên để nó bắt lửa, nó cháy tiếp ở cái đầu sợi dây tiếp theo. Đó, cho nên là giữa cái sợi dây đầu tiên và sợi dây tiếp theo đó, nó không có một cái sự gọi là vật chất nào mà di chuyển từ cái sợi dây này qua sợi dây kia nhé. Và đây là một cái khái niệm khá là khó hiểu đối với những người chưa có nghiên cứu Phật giáo. Cho nên là mặc dù sư nói là đây là một cái khái niệm chúng ta cần phải biết, tuy nhiên muốn biết được nó, muốn hiểu rõ được nó thì chúng ta phải có một cái trình độ nghiên cứu tương đối, chứ không phải là mình chưa biết gì về Phật giáo mà mình có thể hiểu được cái khái niệm này. Quý vị chỉ đơn giản hiểu là cái ganh thấp bá đó là một cái tâm tái tục từ ở kiếp quá khứ đến kiếp vị lai. Và nói như vậy đó, thì một chúng sanh đã được tính là khi bào thai vừa mới thịnh hành, vừa mới thành hình. Thì như vậy là chúng ta không có cái chuyện là chúng ta phải tính là bao nhiêu tuần thì mới được tính là một cái sự sống mới. Bởi vì trong luật á, trong luật tạng, cái giới đầu tiên là cái giới bất cộng trụ đầu tiên về cái tội mà giết người đó. Thì ở trong cái giới này á, có một cái đoạn phân tích là nếu như một vị tỳ kheo á, giúp cho một người phụ nữ mang thai phá thai, thì nếu như phá thai thành công thì vị tỳ kheo đó phạm vào cái tội giết người, tức là tội bất cộng trụ. Và cái bào thai đó đó là không cần biết là thời gian là bao lâu, tức là vừa mới thành hình hay là đã bao nhiêu tháng. Chỉ cần mà vị tỳ kheo hỗ trợ người phụ nữ phá thai, thí dụ như kêu uống thuốc chẳng hạn, thì nếu như cái sự phá thai đó thành công là vị tỳ kheo phạm tội giết người. Nói như vậy, đối với Phật giáo Nguyên Thủy, một bào thai dù là mới thành hình thì cũng được tính là sinh mạng của một con người tương đương với sinh mạng của bất kỳ một người nào khác. Trong vấn đề này thì không biết là hai vị có bổ sung gì hay không? Dạ, mời sư Tuệ Tường. Dạ, nghe rồi. Dạ. Thì Đức Hành Tuệ cũng đã trích dẫn chú giải của bài kinh Đại Kinh Đoạn Tận Ái trong kinh Trung Bộ về cái thuật ngữ ganh thấp bá rất là rõ. Và để thêm phần củng cố tài liệu cho rõ ràng hơn và cho chắc chắn hơn, thì trên tinh thần kinh và luật, quý vị, thì ở đây thì bản thân sư cũng đưa ra thêm cho quý vị về cái gọi là cái chúng sanh. Thì một lần nữa sư cũng xin nói lại cái khía cạnh mà chúng sanh ở trong cái câu hỏi này.
Tại vì khi mà nói đến cái từ chúng sanh đó, là có nhiều người sẽ liên tưởng đến cái từ sắc tá. Tại vì khi mà nói từ sắc tá thì rất rộng lớn, thì vậy chúng sanh thì hiện trong cái trong hiện hữu trong cái tam giới này, nên khía cạnh nó rất là rộng lớn, cho nên là chúng ta không thể nào mà, ở đây không có thời gian để mà nói hết được ở đây, nên khía cạnh mà chúng sanh mà trong câu hỏi này mà để đức hạnh tại dẫn chứng ở đây chúng ta hiểu là đó là con người, tức nghĩa là thế nào mà gọi được gọi là một cái con người đó, đó để quý vị phải hiểu đó. Đó thì cái chữ con người ở đây là trong cái câu hỏi này cái từ Pali tức là manusa đó, thì để cho nó để chỉ một lần nữa chứng minh để cho tinh thần mà kinh điển Pali á, có cái sự logic với nhau, có sự đối chiếu giữa tam tạng và chú giải cho nó phù hợp đó. Thì sư cũng được trích cái khái niệm, cái định nghĩa gọi là con người ở trong tạng luật, trong phân tích tỳ khưu quyển 1 ở điều Paracikkha thứ ba. Thì ở đây con người á, trong tạng luật có nói là con người nghĩa là vật gì ở khoảng giữa thời gian từ lúc tâm đầu tiên được sanh lên, tức là thức đầu tiên hiện hữu trong bụng mẹ cho đến lúc chết, vật ấy gọi là con người đó. Thì giờ với câu này rất là phù hợp với quý vị, phù hợp với cái sự giảng giải từ trích từ chú giải của đại kinh Động Tạng Ái trong kinh Trung Bộ mà Đức Hạnh Tuệ nói, nghĩa là ở đây khía cạnh là mình thế nào mà gọi là con người đó. Đó, ở đây sư xin đọc một lần nữa cho quý vị nắm được. Con người nghĩa là vật gì ở khoảng giữa thời gian từ lúc tâm đầu tiên được sanh lên, tức là thức đầu tiên hiện hữu trong bụng mẹ cho đến lúc chết, vật ấy gọi là con người. À, cái mấu chốt ở đây chính là cái thức đầu tiên, thưa vị, nên không có thể tính mà không có thể tính theo cái kiểu mà nói là à phải có cái có nghĩa mình dùng người gọi là siêu âm đi ha, mình dùng siêu âm Em hay siêu âm khai cái thì cũng như vậy mới gọi là chúng sanh, thì cái đó là không đúng, cái đó là về cái khái niệm của cái quan điểm của thế gian. À, ở đây chúng ta chỉ nói trong khía cạnh mà Đức Hạnh Tại có nói, nghĩa là khía cạnh về kinh và luật và chú giải chính thống trong tam tạng kinh điển Pali. À, thì xin cũng xin không kết thúc phần nói về thế nào một con người có đây. nữa. Kết thúc. Bây giờ chúng ta lại thảo luận đó, chúng ta lại thảo luận tiếp tục một vấn đề. Như vậy thì người phụ nữ có được quyền nạo phá thai hay không, và cái chuyện mà ngăn chặn cái nạo phá thai đó thì có được tính là vi phạm tước đoạt quyền con người hay không? Bởi vì rất là nhiều người nói là cơ thể của phụ nữ thì cơ thể của tôi thì đây là quyết định của tôi. Thì có nghĩa là tôi có quyền đối với cái cơ thể của tôi, ví dụ như tôi có quyền cắt tóc, hoặc là thậm chí là tôi có quyền cắt móng tay, rồi lớn hơn nữa tôi có quyền cắt bỏ tứ chi của tôi hoặc bất kỳ một cái bộ phận nào trên cơ thể của tôi. Thì như vậy đó, cái chuyện là chúng ta ngăn cản cái nạo phá thai thì có được xem là tước đoạt quyền của con người và vi phạm cái quyền của loài người, vi phạm quyền của phụ nữ hay không? Trong vấn đề này đó, thưa quý vị, đối với Phật giáo có một cái điểm đặc biệt so với những tôn giáo khác, đó là Phật giáo chỉ ra cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì nên làm và không nên làm thôi. Chứ Phật giáo đó không có bắt chúng ta phải làm bất kỳ cái gì hết. Nhưng mà nhớ, cái điểm quan trọng nhất của Phật giáo đó là dù cho chúng ta làm bất kỳ cái gì thì chúng ta đều có sự tự do để làm các chuyện đó. Dù là chúng ta làm cái người cực thiện hay là cái người cực ác thì đó hoàn toàn là quyết định của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ một chuyện là chúng ta sẽ chịu trách nhiệm cho chính những hành động đó. Tức là đó,
Cái chuyện anh quyết định anh ăn trộm thì đó là quyết định của anh. Đức Phật không hề cấm anh là anh không được ăn trộm, không có chuyện cấm đoán ở đây. Nhưng Đức Phật chỉ rõ cái chuyện đó là chuyện xấu. Và nếu như anh quyết định cái chuyện đó thì anh phải ý thức được cái hậu quả mà nó mang lại, và anh sẽ phải chịu cái hậu quả đó. Cái chuyện nạp phá thai cũng vậy. Đức Phật không hề cấm ai nạp phá thai, và chư tăng cũng không hề cấm ai nạp phá thai, và cái truyền thống Phật giáo thì cũng không hề cấm ai nạp phá thai. Tuy nhiên, chỉ rõ cho quý vị thấy do cái tính mạng của một con người đó là được tính từ khi cái tâm đã xuất hiện từ trong bụng mẹ, cho nên cái chuyện nạp phá thai nó là cái liên quan đến cái nghiệp sát sanh. Và khi chúng ta sát sanh đó thì chúng ta phải ý thức được cái hậu quả của nó và chúng ta sẽ nhận lấy nó. Cho nên ở đây là không có cái chuyện là cấm hoặc là tước đoạt cái quyền của quý vị nha. Chúng ta hoàn toàn có thể làm, nhưng chỉ cần nhớ cái hậu quả của nó và chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho chính hậu quả chúng ta đã làm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Trong việc này không biết hai vị có ý kiến gì bổ sung hay không? Như Đại Đức Hạnh Tệ nói đó, trong tỷ Đức Phật không có bắt buộc mình phải làm gì hết. Ở đây là đúng cái này nên và cái này không nên làm, và cái chuyện mình làm hay không là do tự mình làm. Ở đây là một điều là quý vị phải hiểu, là tôi không sát sanh vì tôi hiểu nghiệp quả, chứ không phải vì Phật cấm tôi không sát sanh. Mình hiểu cái này á, là mình không làm là do mình hiểu, do cái ý thức, do cái tự nguyện, chứ không có một Đức Phật không có ép mình mà buộc phải làm hay là không làm. Ngài chỉ nói cái này nên làm và cái này không nên làm, và tự mình lựa chọn. Chính vì vậy á mà gọi là phụ nữ có được quyền nạo phá thai hay không, này là cũng là tùy vào quý vị thôi. Ở đây theo cái hướng của kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy đã đưa ra cái nhận định chúng sanh là như thế nào mới nãy nói rồi, thì như vậy á, cái bào thai á, là chúng sanh. Như vậy á, cái người nữ á, khi mà phá thai đối với quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy thì đây là một hành động sát sanh. Thì ở đây không có cái chuyện mà gọi là quyền hay không phải quyền, mà là cái ý thức. Ý thức, nếu nếu mình là một người nữ mà mình theo đạo Phật, thì với một cái lời dạy của Đức Phật và cái ý thức của mình về cái chuyện sát sanh, thì nếu như với một lời khuyên thì sư Chánh Tâm sẽ nói rằng cái vị này, cái cô này cũng đừng đừng nên phá thai, bởi vì đó là một hành động sát sanh. Còn với quan điểm của những tôn giáo khác thì như thế nào thì sư không biết, ở đây là sư chỉ nói đến cái quan điểm của về Phật giáo Nguyên Thủy mà thôi. Còn cái việc ngăn chặn nạo phá thai có tước đi cái quyền con người hay không thì cũng nói rồi, là do tự mình chọn. Nếu mình tin nghiệp quả, mình tin giáo lý của Đức Phật ngài dạy, và đây đã nãy nó nói rồi, cái bào thai là chúng sanh, khi mình nạo phá như vậy là đây là một hành động sát sanh. Theo nó nhắc lại theo quan điểm của kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy. Như vậy ở đây là chỉ nói theo kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy, làm hành động này như vậy là có tội, phạm giới sát sanh. Còn cái người phụ nữ á, họ có làm hay không là quyền của họ, không ai cản hết, không ai cấm hết, cho nên cũng không có là tước đoạt đi cái quyền hạn gì cả. Ở đây không bắt buộc. Thì kết thúc cái câu trả lời của cái phần này ở đây. Đại đức Tuệ Tường có bổ sung gì không? Dạ, cũng xin bổ sung thêm một số điều ngắn hả. Dạ, Đại đức vừa rồi Đại đức Hạnh Tuệ và Đại đức Chánh Tâm đã nói rõ về cái gọi là có cái
quyền hay không, nghĩa là câu số 2, câu số 3 này, nó tóm gọn lại là có quyền hay không có quyền. Thì hai đứa cũng đã nói rõ rồi đó. Quan trọng là mình, cái mấu chốt là mình phải hiểu, phải hiểu là mình khi mình hiểu rồi thì mình á, tự biết á, mình sẽ làm gì. Thì á, để gọi á, là tiếp nối cái sự hiểu đó, thì chúng tôi đi bán thân sư chưa chợt nhớ đến một cái lời dạy của ngài thiền sư Sinananda mà sư rất là tâm đắc, sư đọc ở đây cho quý vị dễ hiểu không. Thì gọi là có cái quyền không á, thì cái quyền ở đây là nó tương, nó giống như mình gọi là, mình thấy nó nôm na giống như là cái tự do ha, tự do con người đi không. Thì trong đây ngài mới nói như vậy, tự do không có nghĩa là có thể làm được, có quyền làm tất cả những gì mình tưởng tượng, những gì mình muốn. Sư xin đọc lại câu này nhắn cho quý vị nghe rõ nha. Tự do không có nghĩa là có thể làm được, có quyền làm tất cả những gì mình tưởng tượng, những gì mình muốn. Tự do làm bất cứ cái gì mình muốn, đó không phải là tự do. Đó chỉ là sự biểu hiện của sự ước muốn, của tham ái tiềm ẩn. Tự do có nghĩa là không nô lệ vào bất kỳ cái gì, bởi vì đã thoát ra khỏi sự ham muốn cá nhân, thoát khỏi sân hận, ghét bỏ, kiêu mạn, sợ hãi, thiếu kiên nhẫn, giải thoát khỏi mọi tham ái, giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc của cảm thọ, như ngọn đèn đã được thổi tắt. Tự do giải thoát ngay trong đời sống này, ngay trong thế giới này. Thì đó là cái lời dạy của ngài thiền sư mà sư đọc qua. Sư rất là tâm đắc nói về cái mình hiểu thế nào, cái khái niệm thế nào là tự do ở trong tinh thần của Phật giáo nguyên thủy, hay gọi là Phật giáo Theravada. Và cũng xin kết thúc phần trả lời ở đây. Và hai Đức không biết có bổ sung gì. Nhờ Đại Đức Tuệ Tường á, thì sư có nhắc quý vị nhớ đến ở trong Tăng Chi lời dạy của thiền sư Sinananda tương ứng với một cái bài kinh ở trong Tăng Chi, đó là ở trong Tăng Chi chương hai pháp có hai sự tự do. Một á, là sự tự do hưởng dục, tức là tự do làm những gì mình muốn, tự do hưởng các dục lạc. Và cái tự do thứ hai á, là tự do khỏi những gì mình muốn, tự do khỏi các dục lạc. Thì trong hai sự tự do này, sự tự do khỏi các dục lạc là cao thượng nhất. Nói một cách dễ hiểu á, cái sự tự do, có hai sự tự do. Cái sự tự do của người đời á, là tự do tôi muốn làm cái gì tôi làm theo ý tôi thích. Tôi muốn ăn cái tôi ăn, tôi muốn mắng, tôi muốn chửi ai là tôi mắng, tôi chửi, tùy theo cái tham và cái sân của tôi. Còn cái tự do mà được Đức Phật tán dương là tự do thoát khỏi sự chi phối bởi tham và sân. Tức là tôi không còn bị chi phối bởi sự ham muốn dục vọng, hoặc tôi không còn bị chi phối bởi sự sân hận, nóng giận, muốn làm hại mình, hại người. Thì đó là sự tự do cao thượng ở trong Phật giáo. Và như vậy đó, thì đó, hai cái vấn đề cần thảo luận tiếp theo, suy nghĩ nó cũng không còn là vấn đề cần thảo luận. Ví dụ như có người họ lý luận là muốn người ta sinh con thì sao không cho người ta điều kiện nuôi con mà lại cấm nạn phá thai. Và cái thứ hai là những cái trường hợp như là bị cưỡng bức, bị loạn luân, hoặc là con bị tật nguyền thì sao. Thì trong những trường hợp này đó, thứ nhất á, nó liên hệ đến câu ở trên, nó có hai sự tự do. Một là tự do làm theo những gì mình thích. Mình tự do trong cái chuyện hưởng thụ dục lạc thì mình phải có trách nhiệm đối với cái hành động của mình. Nhưng mà nếu như mà trong những cái trường hợp mà bị tai nạn hoặc là bị những cái nghịch cảnh thì như thế nào? Thì nói như thế này, theo quan điểm của Phật giáo, cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Cái ác nghiệp của người nào thì người đó hưởng, chứ không có cái chuyện là ác nghiệp người này làm mà người kia phải hưởng.
Cụ thể, đối với Phật giáo, người cha làm ác thì người cha chịu quả ác. Không có chuyện người cha làm chuyện ác, người con phải chịu thay cái nghiệp ác của người cha, thì nó không thể có. À, trong Phật giáo không có chuyện là cha làm con hưởng, hoặc là người mẹ làm ác nghiệp, thì không có chuyện là vì cái chuyện ác của người mẹ mà người con phải trả giá cho hành động ác của người mẹ, thì chuyện đó không có. Ai làm thì người đó chịu nghiệp. Chính bởi vì như vậy đó, à, nếu như á, à, cái việc mà có cái đứa nhỏ là một cái sai lầm của người cha, người mẹ, thì người cha hoặc người mẹ phải có trách nhiệm với chuyện đó. Chứ không có cái chuyện là cái hành động sai của người cha và người mẹ bắt cái đứa nhỏ trong bụng nó phải chịu trách nhiệm cho cái hành động của người cha hoặc người mẹ, thì nó không tương ứng với Phật giáo. Ai làm người nấy hưởng. Chính bởi vì như vậy đó, ở trong như là ở trong cái video hội đồng cừu thì cũng có dẫn chứng là ngay cả pháp luật của rất nhiều quốc gia có một sự ưu ái không hề nhẹ đối với người mẹ mang thai mà phạm những cái tội bị tử hình. Thì nếu như người mẹ mà phạm cái tội tử hình đó, nhưng nếu như mang thai thì sẽ không phải chịu cái án tử hình đó. Bởi vì đối với rất là nhiều quốc gia thì cái sinh linh ở trong bụng mẹ đó, bản thân sinh linh đó là vô tội, nó không phải chịu trách nhiệm cho những cái hành động ác của cha hoặc mẹ của mình. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng như vậy đó. À, còn đương nhiên như sư nói đó, quyết định vẫn là của mình, chứ không có ai mà ép mà bắt mình phải làm cái gì hết. Nhưng nhớ, hà làm cái gì thì phải chịu trách nhiệm cho cái hành động đó. Làm luôn cứu muốn thoát luân hồi. Rồi thì chúng ta qua luôn cái phần tiếp theo á, là nó có một cái ý là của cái là phản khuyến sinh, có mang cái những cái dáng dấp khá là giống Phật giáo nhưng không phải Phật giáo, đó là muốn thoát luân hồi á, thì nên ngừng tạo ra thế hệ kế thừa. Bởi vì cái việc tạo đối với họ đó thì việc tạo ra thế hệ kế thừa là một cái chuyện ác. Tại vì đời là khổ thì tại sao mình lại sinh ra một cái sinh linh khác để họ chịu cái khổ đó? Bởi vì họ, những chúng sanh đó họ không có yêu cầu mình đẻ ra họ. Thì trong cái vấn đề này thì không biết là hai sư có cái quan điểm như thế nào? Mời Đức Kinh Tâm, Đức Kinh Tâm trả lời. Thì thưa quý vị, cái quan điểm trong cái gì phản kiến sinh đó. À, muốn thoát luân hồi nên ngừng tạo ra thế hệ kế thừa. Thưa quý vị, đó là cái quan điểm của họ. Nhưng mà đối với cái quan điểm của Phật giáo, mà ở đây là Phật giáo Nguyên Thủy, thì không phải như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị quên rằng cái mà muốn thoát khỏi luân hồi là do tự thân chứ không phải người khác quyết định cho mình. Cái điều này là quan trọng nhất. Và cả Đức Phật này cũng không thể nào quyết định được cái sự luân hồi của một ai. Một chúng sanh muốn thoát khỏi luân hồi phải chứng đạt là quả La Hán thì mới thoát khỏi luân hồi được. Chắc không phải là do ai quyết định cho chúng sanh đó thoát khỏi luân hồi. Ở đây cái điều là mình phải hình dung ra được là không phải cái chuyện mà ngừng mang thai, ngừng sinh sôi, ngừng kế thừa, ngừng tạo ra thế hệ kế thừa là nó thoát khỏi luân hồi. Ở đây sanh là khổ là đúng, nhưng không phải gì đó mà mình tước cái quyền sanh của người khác. Không có sanh làm sao thoát khỏi sanh. Cho nên là với cái tư tưởng của Đức Phật, của Phật giáo Nguyên Thủy, thì ở đây là về cái nỗ lực tự thân, có nghĩa là một người muốn thoát khỏi luân hồi thì phải tự họ tu, họ đắc đạo, họ thành một vị A-la-hán thì mới nhập niết bàn và thoát khỏi luân hồi. Chứ không phải là do một ai đó quyết định cho mình có khỏi luân hồi hay không. Cái này là tầm bậy. Cái này là thực chất là đánh lận con đen. Nó lợi dụng cái tinh thần gọi là tinh thần muốn thoát khỏi luân hồi, là vô
được của cửa bên Phật giáo để mà đánh lận con đen rằng là nếu như mà sanh là khổ như vậy thì tại sao tôi phải sanh ra đứa con tôi? Thì thưa quý vị, nên cái vấn đề này nó sẽ không thể xảy ra, bởi vì không thể nào bắt tất cả mọi người không thể sinh sản, nó là một điều vô cùng vô lý, nó không thể nào nó xảy ra. Cũng như mình nói là giờ bắt tất cả mọi người đừng làm ác, giữ năm giới đi thì thế giới sẽ bình an, thì cái chuyện này nó sẽ không xảy ra được, không thể nào xảy ra. Đó là một câu, một cái chuyện nói chơi thôi, nói cho vui chứ không thể nào xảy ra được. Cũng vậy, khi mà muốn thoát khỏi luân hồi thì ngừng tạo ra cái thế hệ kế tiếp. Quý vị hiểu, có những người, có những gia đình tôi biết là họ cố tình họ không có muốn có con, nhưng mà trong cái cuộc sống của họ là nó trục trặc, cho nên họ họ vẫn mang thai. Tức nghĩa là cái chuyện mang thai này á, nó cho dù họ đang cố gắng là họ họ có muốn có con ở cái giai đoạn này, nhưng mà họ vẫn phải mang thai thôi. Nó vô tình nó làm như một cái bữa nào đó nó trục trặc về cái sự ngăn ngừa, cho nên họ mang thai thôi. Cho nên không thể nào mà có cái chuyện rằng là cả nhân loại không không sanh đẻ để chỉ có để hết luân hồi, không có thể nào. Mình phải hiểu luân hồi không có nghĩa là chỉ cho loài người, mà luân hồi luôn cho những chúng sanh khác, những cái loại súc sanh, côn trùng, tất cả chứng có gì có gọi là chúng sanh, chứ không phải riêng cho loài người đâu. Mà ngừng đẻ, mình không đẻ gà mà gà vịt nó cũng đẻ. Và một cái điều nữa đó, mình phải hiểu là nó chúng sanh khi mà nó tái sanh làm người đó, hay là tái sanh vào một cái loài nào á, cái nhân duyên của nó đến nó tái sanh, chứ không phải do mình quyết định đâu. Và không 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 có không có cặp vợ chồng của mình gọi là sanh đẻ thì nó cũng đi vào gọi là thai của người khác thôi. Không có chuyện mà tôi ngừng mang thai để chúng sanh khác đừng có đau khổ về sanh tử, là cái chuyện đó nó không hợp lý, mà là phải tự nỗ lực riêng bản thân mình tu đạo, mình chứng đạt đạo quả để mình nhập niết bàn và người đó không còn tái sanh. Thì kính mời hai vị đại đức ạ. Dạ, xin thưa vị Đức, để tiếp nối câu hỏi này thì cũng xin có một vài ý. Dạ. Thì cái chủ đề thảo luận cái câu hỏi kế tiếp này là muốn thoát khỏi luân hồi thì có nên ngưng tạo ra thế hệ kế thừa. Thì ở đây cũng xin trả lời một cách ngắn gọn nhất, vắn tắt nhất để cho dễ hiểu hơn. Có nghĩa là muốn thoát luân hồi, có nghĩa đây có hai vế. Đầu tiên là muốn thoát luân hồi á, thì quý vị phải học và hành theo lời Phật dạy. Còn muốn thoát luân hồi á, học theo hành lời Phật dạy đó là gì? Đó là con đường bát chánh, đó là bát chánh đạo. Đó là cái vế đầu tiên. Cái vế thứ hai là có nên ngừng tạo ra thế hệ kế thừa. Có nghĩa là cái vế sau này nè, nó bổ trợ cho vế thứ nhất, có nghĩa là ngầm hiểu là do tạo ra thế hệ kế thừa cho nên mới có luân hồi. Cái điều này thì không phù hợp với tinh thần kinh điển Pali. Bởi vì trong giáo lý Tứ Diệu Đế, Đức Phật ngài có dạy nguyên nhân của khổ, có nghĩa là nguyên nhân của luân hồi đấy vị, nguyên nhân đó, nguyên nhân của sanh tử luân hồi, nguyên nhân của khổ đó chính là tăng ha, mà dịch ra là ái. Còn cái đạo lộ, cái con đường mà thoát khỏi sanh tử luân hồi đó là con đường bát chánh đạo. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi, không, về vấn đề mà muốn thoát khỏi luân hồi thì có nên tạo ra thế hệ kế thừa. Rồi cái vấn đề kế tiếp là đời có khổ, tại sao sinh ra một sinh linh khác khổ? Thì cái câu này khi tôi đọc, chúng tôi đọc qua câu này, chúng tôi mới nhớ nhớ đến một cái lời dạy của ngài thiền sư Mahasi. Nhớ lại đến giờ này, lời dạy của ngài thiền sư Mahasi, chúng tôi cũng xin trích ở đây cho quý vị đọc, cho quý vị tự mình nghe, tự bản thân mình sẽ là người đưa ra cái câu trả lời cho chính mình. Chứ đây quý sư không có phán xét cái việc này là đúng hay là sai.
Thì ngài thiền sư Mahasi ngài mới giải rằng: tiện đây tôi nói để quý vị biết, con cái đã nợ cha mẹ và thân quyến của chúng rất nhiều về công lao chăm sóc, nhờ đó mà chúng được khôn lớn trưởng thành. Vậy mà các thế hệ con cháu vô ơn lại nói rằng chúng sanh ra trong cuộc đời này là do dục vọng không kiềm chế được của cha mẹ. Thật là những ý nghĩa đen tối biết bao. Nhưng đích thực của gánh nặng hiện hữu này không phải cha mẹ mà là nghiệp, từ Bali là Kamma. Chính nghiệp được thổi bùng bởi ngọn lửa phiền não trong tâm mà cái gánh nặng năm uẩn ấy bị ném vào thế gian hữu tình này. Nhân cha mẹ chỉ là phụ. Nếu cõi người không có cha mẹ, những người nghiệp xấu và phiền não sẽ chỉ tìm đường đi vào bốn cõi khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula mà thôi. Đại sư cũng xin chết thôi, thôi thúc câu trả lời ở đây. Dạ, không biết là hai đệ đức có bổ sung gì thêm. Xin cảm ơn. Nó lạ một chuyện như vậy, cái người mà nói câu này là những người đang chìm đắm trong cái sự đau khổ bởi sự không thể không được thỏa mãn. Chứ còn sư không thấy những người đó sanh ra trong gia đình giàu có, họ nói câu này: tại sao ba má sinh ra tôi làm chi, để tôi phải hưởng cái sự giàu có này đó. Không thấy, sư không hề thấy. Mà chỉ có những người đó sanh ra trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó thì mới nói là ba má sanh ra tôi làm chi để tôi hưởng cái sự nghèo khó này. Chính bởi vì như vậy đó, chúng ta rất là dễ đổ thừa. Nhưng cái quan trọng đó là gì? Cái vấn đề là ở cái lòng tham ái của chúng ta. Nếu như chúng ta hiểu về nghiệp và quả của nghiệp thì chúng ta sẽ thấy rằng do chúng ta không có lòng hào sảng, chúng ta không biết cho ra, cho nên chúng ta có sự keo kiệt, mà chính sự keo kiệt đó dẫn chúng ta đi đầu thai vào những cái hoàn cảnh nghèo khó. Chúng ta không nhìn thấy vấn đề của mình mà mình lại đổ thừa vấn đề cho người khác phải chịu trách nhiệm. Rồi do một chúng sanh á, làm cho người khác bị đau khổ bằng vũ khí, bằng miệng lưỡi, chính bởi cái hành động đó họ phải chịu trách nhiệm ở đời sau kiếp khác, họ phải sanh vào một cái hoàn cảnh là bị bệnh tật, nhiều bệnh tật, ít sức khỏe. Nhưng họ không thấy được vấn đề của họ mà họ liên đổ thừa cho người khác, bắt người khác phải chịu trách nhiệm cho vấn đề của mình. Chứ sư không hề thấy một cái người có nhiều sức khỏe họ lại phàn nàn tại sao ba má lại đẻ tôi ra để cho tôi có nhiều sức khỏe như vậy, để tôi phải hưởng cái sức khỏe này. Chứ không hề thấy. Cho nên chúng ta, cái người mà đưa ra cái thuyết gọi là phản khuyến sinh này là họ chỉ đơn giản là họ đổ thừa và họ không thấy được vấn đề của mình mà họ muốn người khác phải chịu trách nhiệm giùm cho mình trong cái vấn đề đó. Thì đối với Phật giáo thì đây là một thái độ không có thông minh. Mình là người thông minh thì mình phải cải thiện hoàn cảnh của mình. Đừng có đưa ra cái quan niệm là, thậm chí ở trong hội đồng cừu cũng đưa ra một cái suy tư là ở cái đời này mặc nhiên nó là khổ, thì rất dễ dẫn đến một cái quan niệm sai lầm. Đó là chúng ta nhìn thế giới này ở một cái thái độ bi quan, tiêu cực. Đó là chuyện không có nên. Giống như chúng ta có bệnh thì chúng ta phải biết là chúng ta có bệnh để chúng ta chấp nhận sự điều trị bệnh. Thì cái chuyện mình biết mình có bệnh đó, nó không phải là lạc quan hay bi quan mà đó là sự thật. Cũng vậy đó, chúng ta biết vốn dĩ bản chất của thế gian này là vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta sẽ phải đối diện với những cảnh là muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần, già, bệnh, chết. Đó là sự thật chúng ta sẽ phải đối diện. Và Phật giáo đề nghị chúng ta một phương pháp thực hành để chúng ta chấm dứt những cái mà chúng ta không mong muốn này. Từ cái thấp nha, từ cái thấp như là bây giờ tôi không muốn nghèo khó, tôi không muốn ốm yếu, tôi không muốn ngu dốt,
tôi không muốn chết yểu thì có những phương pháp dành riêng cho họ, để họ được giàu sang, để họ được sức khỏe, để họ được trường thọ, vân vân. Rồi có những người họ không muốn phải sanh vào những khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì sẽ có phương pháp dành cho họ để họ thực hành, họ đi về cõi người, cõi trời, những cảnh giới an vui. Có những người họ không muốn tiếp tục tái sanh để phải chịu cái cảnh già, bệnh, chết nữa, thì sẽ có phương pháp dành riêng cho họ, đó là thực hành theo Bát Chánh Đạo để chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên tùy theo mong muốn chấm dứt cái khổ của mình tới đâu mà chúng ta sẽ có phương pháp thực hành tới đó. Nhưng với điều kiện tiên quyết là anh phải nhìn nhận ra vấn đề của mình. Còn nếu anh không thấy được vấn đề của mình thì anh sẽ không có nhu cầu giải quyết vấn đề đó. Đó là quan niệm của Phật giáo Nguyên Thủy. Và suy nghĩ là như vậy đó, thì chúng ta cũng đã phân tích mổ xẻ rõ ràng về cái vấn đề nạo phá thai này rồi. Tóm lại đó, chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định hành động của mình. Nhưng nên nhớ, chúng ta hành động như thế nào thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho chính hành động đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và chúc quý vị an vui. Rồi. Có cái tư tưởng đó ba quý vị, mà có tư tưởng đó là bây giờ quý vị không tồn tại. Có nghĩa là mình đồng ý với tư tưởng này, chẳng qua tôi đâu phải là cái người nằm trong cái số không bị sanh ra, không bị sanh ra. Và tôi mình đồng ý với cái chuyện nạo phá thai, bởi vì mình đâu phải là cái bào thai đó. Mình cho nên mình quyết định gọn lẹ lắm, mình quyết định gọn lẹ lắm. Thứ hai nữa là gì, cái tư tưởng nào đó gọi là nó trùng với cái ý mình thì mình chấp thuận hay lắm. Cũng giống như bây giờ mà ai nói là bây giờ đi du lịch, đi du lịch mà đó giờ mình tái đi miền Tây, là ai nói đi Cà Mau, đi Vũng Đồng Tháp để nọ rồi là mình đi là mình tái, mà ai kêu đi Huế rồi cái mình nó không chịu đó. Thì cũng vậy, với cái tư tưởng nó đồng thuận là chẳng qua nó có đôi khi nó chỉ là mình muốn như vậy. Mình muốn như vậy chứ chưa chắc gì mình hiểu thấu triệt về về những cái vấn đề ở trong đó. Cho nên rất là cẩn thận khi mà mình đưa ra cái lập luận, mà mình đưa ra một cái sự tác động về cái sự nạo phá thai như vậy, nó rất là nguy hiểm. Bởi vì mình đâu phải là cái người nằm trong cái bào thai đó, mình đâu phải là cái bào thai đó. Giả dụ như bây giờ là có một cái bào thai và người mẹ đó không biết có nên để hay giữ. Và khi mà mình là cái người nằm ở trong cái cuộc là được người đó, được cái người mẹ đó hỏi tới mình, và khi đó mình là cái người trực tiếp ảnh hưởng hết 50% cái chuyện mà bà cái cô gái đó phá thai hay là giữ lại, thì mình nên cẩn thận một cái điều đó. Một chúng sanh đó chứ không phải giỡn. Đơn giản là chúng sanh nó không phải là mình. Mình 30 tuổi mà nếu mà 30 năm trước á, mẹ mình mà có cái ý phá thai thì bây giờ mình đã không có tồn tại trên thế gian này. Thế gian này ví dụ có khổ nhưng mà nó cũng có những cái thứ hạnh phúc. Và quý vị cẩn thận trong cái chuyện mà đồng thuận với cái chuyện mà gọi là tán đồng với cái chuyện mà nạo phá thai như vậy, nó rất là nguy hiểm. Ví dụ nếu mà 34 năm trước mà mẹ chúng tôi mà có cái tư tưởng này là trời không có tôi, không có ngồi đây đâu, giết cái mất, thưa quý vị.
đơn giản là không phải mình ở trỏng, cho nên mình rất là nói chuyện rất là đàng, rất là bình thường. Nếu 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 như mình nói là cái ngừng cái sự tạo thế hệ kế thừa thì mình cũng là cái kế thừa của mẹ, vậy mình có dám từ bỏ cái thân mạng của mình hay không, mà mình bắt cái chúng sanh khác phải là bỏ cái thân mạng của họ khi mà họ đang còn trong bào thai. Xin qua câu hỏi nha. Nhắc ấy, thì sư mới nhớ một chuyện, là sư có một lời đề nghị thôi, dành cho những người mà ở trong cái tình trạng là không biết là nên giữ hay nên bỏ. Đó là gì? Hãy hỏi đương sự, tức là cái đối tượng chịu cái ảnh hưởng trực tiếp. Tức là bây giờ mình muốn bỏ cái đứa nhỏ có đồng ý hay không? Muốn biết, để nó ra đi. Rồi khi nó lớn lên á, nó quyết định cuộc đời của nó. Nếu như nó không muốn tồn tại thì đó là quyết định của nó. Còn nếu nó muốn tồn tại thì đó cũng là quyết định của nó. Chứ còn bây giờ mình chưa hỏi ý kiến của nó, đó mà mình đã quyết định giùm rồi, thì như vậy là mình có phải là không có cái lòng từ bi đối với chúng sanh khác hay không? Đặc biệt đó là con. Rồi, thôi chắc có lẽ là qua câu hỏi khác. Sư cho con hỏi, một vị A-la-hán sẽ không tái sanh nữa nhưng vẫn còn nghiệp quả, thì lúc thọ mạng hết những nghiệp quả chưa trả hết sẽ như thế nào? Câu hỏi này chắc trả lời ngắn gọn thôi ha. Ba thì luôn đi. à thì chưa trả hết thì nó là vô hiệu nghiệp, đơn giản vậy thôi. Giống như là một cái mảnh đất á, mà nó còn tơi còn xốp thì sẽ có những cái hạt giống ở trên đó sẽ còn có điều kiện để nó tái sanh, để nó mọc lên, nó sinh trưởng. Nhưng mà mình đem cái mảnh đất đó mình nung nấu, mình hong khô nó, mình làm cho nó chết hẳn, nó thành một cái mảnh đất chết, thì nó sẽ không còn một hạt giống nào có khả năng mọc được nữa. Thì những cái hạt giống mà chưa kịp mọc đó thì nó sẽ vô hiệu. Thì một vị A-la-hán cũng vậy, bao gồm tất cả các nghiệp thiện lẫn bất thiện.